Ngoại trừ một chiếc khóa thông thường như thế này thì chiếc xe này còn có thể sử dụng hệ thống chìa khóa thông minh nhá. Ví dụ ở đây chúng ta có một nút này là chống trộm này. Bây giờ tôi sẽ bấm nút chống trộm và sau đó dắt xe đi thì ngay lập tức chiếc xe sẽ kêu rất là lớn nha. Đó, và chúng tôi phải tắt đi thì xe mới ngừng kêu. Như vậy rất là an toàn cho các bạn đúng không? Ở bên này là mở khóa này. Đó, khi mà các bạn đến gần xe thì sẽ mở khóa ra nhá. Đây là đó, tìm xe đúng không? Khi mà để xe ở trong bãi, chúng ta khó khăn trong cái việc là xác định xe mình ở đâu thì bấm vào nút này, xe của bạn sẽ kêu lên. Nút này thì chính là nút mở khóa từ xa. Các bạn có thể mở khóa xe cách đó vài mét và thậm chí là không cần phải cắm chìa khóa vào trong ổ, chỉ cần đút khóa vào túi quần, túi áo thôi hay là túi sách là chúng ta vẫn có thể sử dụng xe bình thường. Bây giờ tôi sẽ thao tác thử cho các bạn nhé. Đó, xe đã tự động mở lên rồi. Bây giờ không cần thiết chúng ta phải cho cái chìa khóa vào trong ổ, chỉ cần để như này thôi, vẫn có thể đi xe bình thường. Mở đèn bình thường.